dân nghèo làm mắc heo lên để làm để bán cứu cứu dân mà nó vợ vô nó ăn cướp tôi nè, đó đó cái thằng này nè, đó đó bây giờ đưa đủ văn bệ lên ở cái xã Lộc Thiện này nè. Đem lên đó thì mấy ông cứ cân lên đi rồi tôi hả bán giá rẻ. Giờ mấy ông này hả là tôi bán giá rẻ cho dân ăn mà mấy ông này xuống làm khó làm phiền tôi lấy thịt heo của tôi. Ha. Mấy ông này thuộc dạng là mấy ông này ỷ quyền ỷ thế thằng vô khiếp dân ha. Ỷ quyền để cho tới đây để bắt nạt, bắt tôi đem ra lò. Trời. Tôi giờ làm ra con heo là tôi bán mà bây giờ à bỏ cái này đi bê ông vô bỏ luôn vô lấy cái này để cái này chứ bỏ vô đi con được ăn hết đi đó bây giờ coi như là lấy cho nó hết chứ còn bao nhiêu đó làm gì đó cái quyền hạn của tụi bay cứ vậy mà tụi mày làm ha à. Đó tôi làm con heo lên ngoài tạ rồi tôi làm tôi bán mà rồi giờ mấy ổng cân lên rồi giờ còn 33 kg rồi bán ra giá 30 rồi tôi bán ra cho mấy ổng giá bán cho dân ăn rẻ mua dân ăn giá 30 mà giờ mấy ổng lấy lên đó để mấy ổng làm gì tôi không biết nhưng mà điều heo tôi thì tôi đi trong trường trại tôi có tôi làm ra giá rẻ tôi bán giá rẻ chứ không phải còn ngày mai là tôi vẫn làm chứ không thể nào dừng được tại vì heo mỗi ngày mỗi lớn mày mày xong tao rồi thôi nói chi con nhưng mà báo trước là ngày mai làm đó có ngon thì vô chút nữa rồi cứ vậy đó coi như cứ mỗi ngày một con mà làm hoài cũng không hết heo tại vì heo cứ trong chuồng cứ mỗi ngày nó mỗi bầy này hết rồi tới bầy kia không thể nào mà dừng được mà nếu mà dừng đem ra lò thì mấy ổng kiếm cái gì con ba tên đó mà đấy nói người ta có quyền có chức rồi có quyền người ta làm này con đợi đọc lại biên bản cho cô nhá. Khỏi đọc gì hết á. Con không có nghe. Bây giờ thịt heo tụi mày lấy rồi thì cứ đem về. Cứ đem về đi, cái xã Lộc Thiện này. Đem về trên đó chia nhau ăn nha, chứ còn kêu tao lên nữa là tao không có lên đâu. Vậy cô ký cho con cái. Không ký luôn. Ủa cái này là từ cứng qua cái vụ ăn cướp mà đây. Ăn cướp mà còn bắt tao ký tên nữa trời. Cái vụ này thôi biên cái này biên bản xong chưa mà bây giờ chấp thịt vô rồi thì cứ việc đem lên khỏi ký mai ra làm tiếp rồi đem heo lên để chỗ nào tao đi lên luôn ngày mai cũng nhớ còn đó bây giờ tao phải lên tới chỗ tao để thấy thịt heo nó nằm đâu tao mới yên tâm tao đi về lấy được phải bảo quản thôi. Mà chứ heo người ta bắt từ đâu á một hai con đó thì bảo nó không có kiểm dịch còn đây người ta nuôi trang trại là đã có tất cả mọi cái rồi. Một con heo đủ bây giờ là nuôi ra lỗ 1 triệu mấy 2 triệu. Ta bán là ta kiếm ra mấy trăm ngàn để ta thu vô tiền lỗ. Bây giờ đủ mang ra cái lò mổ 300 ngàn một cái rồi có gì lời nữa. Cái từ hồi nào giờ nhà này có bán thịt heo hỏi ký trong cái ấp đầm có bán thịt heo. Nhưng mà họ bán heo lậu, heo đầy, bò lậu đầy chứ cả. Heo có thấy thằng nào vô làm việc. Đi tụi bay lúc cho ép ép không quay lại hả? Vô nói chung á là thủ tướng chính phủ còn phải vào cuộc nữa còn kêu gọi nhân viên nhà nước phải ăn bây giờ coi như mày muốn làm gì mày làm tao rồi tao bây giờ tao làm việc của tao thì đó cái mọc đâu phải là tốt mẹ cái thịt của người ta mới là quan trọng chứ còn cái mọc đâu phải là mọc thôi giờ tao lên luôn thôi anh đi không ai làm đâu bên chia khác anh đi tí 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 nha.
em về rồi vậy là giờ là coi như bỏ đó, chị chấp nhận bữa nay ta bỏ đó. Giờ tụi con không làm, tụi mày không làm thì làm khó tụi bay, cứ làm. Nó sếp mà, nó ông không phải ông mà thằng không phải thằng, nó giữa người. Tụi mày làm thì mày không làm được rồi. Mấy giờ đi vào cái trại này mà tao theo dõi mà chỗ nào mà làm con bò lậu hay này kia, báo cho mà biết như vậy. Đó. Bây giờ hỏi chứ chị đã, trong khi á, là chị đã làm chị bán rẻ, mà bây giờ bán rẻ thì mình phải tính mình làm sao cho có lợi cho dân ta nhờ, phải không? Đó, chị làm thì nói chung là giờ giá thịt của chị bán là rất là nhẹ, rẻ. Đó, đó, mà trong khi người ta đi mua về này, đó, dân người ta cũng nhờ hưởng. Mà cái này giờ biểu đem ra lò lấy ra hết mấy trăm ngàn tiền, nó ăn hết rồi lấy đâu mình bán rẻ được nè. Không quan trọng gì. Mày nói khỏi đâu. Tao giờ tao không được. Không, tao biết mày đem. Tao không có nói chuyện mày nữa. Mày đem đi. Tao nói nhà này gia đình không có cần cái gì hết, mày đem đi. Gửi lại cô nguyên bản nhé. Không. Mày đem về. Đem đi luôn đi. Mày đem đi. Đem đi với tao không có lấy. Còn một tiếng nữa nè. Cầm lấy cái bàn luôn không? Cầm bàn luôn. Đưa người ta đi, đưa người ta thì nghe mày. Đưa người ta đi, đưa người ta thì nghe mày. Nhắc cái này là cho nó luôn, không ai nhận của nó đâu. Bao nhiêu? Chẳng qua tao nói thiệt với mày á. Tao nói thiệt với mày á hả? Tao làm cái này tao cứu dân thôi ha. Còn tụi mày á là đã ăn cướp ha. Ăn thịt rồi lấy hết thịt rồi quái đi. Ăn tao đập trong giỏ. Quái cả lưng cả chân chứ không mẹ. Đem lên đó em. Đứng không thôi là cái giấy thịt tao quật vào đầu cho bây giờ. Và hồi tao tăng xong bây giờ. Giờ đến mấy tiệm làm cái gì coi. Đây làm gì đây.